Hôm qua, Quyền Quỹ Cờ Đỏ tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 để mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua 2 năm triển khai, thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Quyền Cờ Đỏ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quyền có 137 mô hình cách làm hay của tập thể cá nhân, học tập và làm theo bác, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh công tác kiểm tra giám sát biểu dương khen thưởng được quan tâm thực hiện thường xuyên việc triển khai và xây dựng kế hoạch toàn khóa và chuyên đề hàng năm được thực hiện đầy đủ nghiêm túc bám sát yêu cầu nhiệm vụ phát triển của địa phương cơ quan đơn vị ý thức học tập tu dưỡng rèn luyện tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ đảng viên tiếp tục được nâng lên Dịp này, Quyền Cờ Đỏ đã biểu dương khen thưởng 38 tập thể cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn.